Hôm nay đại chúng lại đến tụng kinh địa Phật cho anh Châu Văn Cẩm. Đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phảng phất khắp mười phương cùng hướng ngôi Tam Bảo để trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố chí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê chẳng quay về bờ giác. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Nam mô hương cung dường Bồ Tát. Ma Phật chúng sanh tăng thượng rộng lặng đạo càng thông không thể nghĩ bàn lời đề châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tòa thân con hạnh hiền cuối đầu xin thề nguyện quy chi tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biện pháp giới qua hiền lai thần phương chư Phật tôn phá hiền thân tăng đường trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ. Nam mô ta bà giáo chủ điều bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật đại trí thân tu sư Lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội đường Phật Bồ Tát chi tâm đành lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật đại bi quan thế âm Bồ Tát đại thế chi Bồ Tát đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát đại bi hội đường Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội đường Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội đường Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô an ra đà na ra ra da da. Nam mô a di đà ba lo yên đề thường bằng ra da bồ đề tam đà ma da na đà ba da ya na ca lo ni ca ga an tăng bằng ra làm về sau đạt na đạt ta. Nam mô tam kiên lần ba y mong a di đà ba lo yên đề thường bằng ra lần đà ba. Nam mô na ra cần chỉ hệ đệ ma văn đa sa mê ta ba ta đầu lu văn na thế dừng tăng ba tăng đa na na ba ya na văn đằng đầu đa biệt ta hán na ba lô hệ lô ca đề ca ra đề di hệ đệ ma bồ đề tăng ba tăng ba tăng ba ma ra ma ra ma hệ ma hệ đi đại dừng cu lô kiệt mong đầu lô đầu lô văn sa ra đề ma văn sa ra đề đa ra đa ra địa đề bi tam
nam Phật ra ya ya ra ya ra ma ma Phật na ra mục đề la i e i e tập na tập ra ra sam Phật ra sa lợi Phật sa na sam lâm ra sa ra o lo lo ma ra o lo lo e ta ra ka ra tam ri tam ri do ro to ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya bồ đề ya di đề di ya na ra cần chế đề ri sang ni na ma ya ma na sa ba tam đa ra sa ba ma tam đa ra sa ba tam đa du nghệ tam văn ra ya sa ba na ra cần chế sa ba ma ra na ra sa ba tam na mô khe ra sa ba ma tam đa ra sa ba đa kiết ra tam đa ra sa ba la ma ya tam đa ra sa ba na ra cần chế ma na ra ya sa ba ma ba li tam kiết ra ya sa ba nam mô hằng ra đạt na ra ra ya ya nam mô a di đà ba lo yết đề thân bằng ra ya sa ba tam điểm đô mandara bạc đà ya sa ba tam điểm đô mandara bạc đà ya sa ba tam điểm đô mandara bạc đà ya sa ba đề từ vô ta ôm bao an nghiệp đều do vô thể tham sân si từ tâm niệm ý phát sinh ra để tự thấy đều xin sám hối phát nguyện gì quy mạng lệ nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật nam mô pháp giới tạng thân a di đà thất Phật diệt tội chân ngôn li ba đề cầu ha đề ra ra ni đề ni ha ra đề tỳ lê đề đề ma ra đề chân ngôn căn đề sa li ba đề cầu ha đề ra ra ni đề ni ha ra đề tỳ lê đề đề ma ra đề chân ngôn căn đề sa li ba đề cầu ha đề ra ra ni đề ni ha ra đề tỳ lê đề đề ma ra đề chân ngôn căn đề sa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh pháp cao siêu lý nhiệm màu trăm ngàn vạn kiếm để gặp đâu con nay nghe thấy xin trì tụng quyền thọ như lai nghĩa đạo vô liên trì hải hội Phật Bồ Tát Ma Ha Phật nói kinh A Di Đà, tôi nghe như vậy một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn cây Kỳ Đà cấp cô độc nước xá vệ cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hội. Vị này đều là bậc đại A La Hán nổi tiếng như là trưởng lão Xá Lợi Phật Đại Mục Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ha Ca Chiên Viên Ma Ha Câu Hi La Li Bà Đa Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Phạm Ba Đề Tân Đầu Lộ Phà La Đoà Ca Lô Đà Di Ma Ha Kiệt Tân La Bà Câu La Nậu Lâu Đà Vân Vân. Những vị đại đệ tử của Phật như thế và hàng đại Bồ Tát Như Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tự A Dịch Đa Bồ Tát Càng Đà Ha Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát Vân Vân. Những vị đại Bồ Tát như thế cùng với vô lượng chư thiên như trời đế thánh vân vân đại chúng cùng đế
đến pháp hội. Bây giờ Đức Phật bảo Trưởng lão Xá Lợi Phật rằng từ đây đến phương Tây trải qua hơn 10 muôn ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà là giáo chủ hiện đang thuyết pháp. Xá Lợi Phật, cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có những sự khổ nào, chỉ hưởng an vui trọn vẹn nên nước đó tên là Cực Lạc. Mày Xá Lợi Phật, trong cõi Cực Lạc đó nơi nào cũng có 7 lớp lan can, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chất quý bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Mày Xá Lợi Phật, lại trong cõi Cực Lạc đó nơi nào cũng có ao bằng 7 thứ quý bao, trong ao chứa đầy nước tám công đức. Cái ao thường dùng cát bằng vàng làm đất, vàng bạc lưới pha lê hợp thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều trang hoàng bằng vàng bạc lưu ly pha lê. Xa từ sinh châu mạng nào trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh. Thời ánh sáng xanh vàng, thời ánh sáng vàng sáng đỏ, thời ánh sáng đỏ sáng trăng, thời ánh sáng trăng màu nhiệm thơm tho trong sạch vô cùng. Xa Lợi Phật, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế đó. Này Xa Lợi Phật, lại trong cõi nước của Đức Phật kia từng trỗi nhạc trời đất bằng vàng ròng. Ngày đêm sau thời rưỡi hoa trời mạng đà la, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy lại những thứ hoa thơm quý đem đi cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở các phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bổn quốc thọ trai xong đi kinh hành. Xá Lợi Phật, cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như vậy đó. Lại nữa này Xá Lợi Phật, cõi Cực Lạc thường có giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường như chim bạch hạc. Khổng tử anh võ Xá Lợi Ca Lăng tầng già cộng mạng chi hiệu ấy ngày đêm sau thời phát tiên hoàng nhà tiếng chim ấy diễn nói những pháp ngũ căn ngũ lượng thất bồ đề phần pháp chánh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi Cực Lạc nghe tiếng chim thấy đều khởi tâm niệm phật niệm pháp niệm tăng. Xá Lợi Phật, ông chớ cho rằng những giống chim đó do tội bào sanh ra. Vì sao? Vì rằng cõi của Đức Phật A Di Đà không có ba đường giữ. Này Xá Lợi Phật, cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có thì làm gì lại có sự thật. Chim ấy là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho pháp âm được diễn xuất mà biến hóa ra đó thôi. Xá Lợi Phật, trong cõi nước của Đức Phật A Di Đà kia gió nhẹ thổi lay động các hàng cây bao và mảnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thị như trăm nghìn thứ nhạc đồng đức hòa tấu. Người nghe tiếng nhạc đó tự nhiên sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng. Này Xá Lợi Phật, cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thành tựu công đức trang nghiêm như vậy đó. Xá Lợi Phật, thì ông có nghĩ rằng vì sao Đức Phật đó hiểu là A Di Đà không? Xá Lợi Phật, bởi vì Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại do thế nên hiểu là A Di Đà. Này Xá Lợi Phật, Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xá Lợi Phật, Đức Phật A Di Đà thành Phật cho đến nay đã được 10 kiếp rồi. Này Xá Lợi Phật, lại nữa Đức Phật đó có vô lượng vô biên đệ tử thanh văn đều là bậc A La Hán số nhiều không tính đếm được và chúng Bồ Tát cũng đông như thế. Xá Lợi Phật, cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Này Xá Lợi Phật, lại nữa trong cõi Cực Lạc kia những chúng sanh vạn sanh về đó đều là bậc bậc thoái chuyển. Trong đó có rất nhiều vị thuộc bậc nhất sanh bồ sư số đó rất đông không thể tính đếm hết được mà chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói đó thôi. Xá Lợi Phật, chúng sanh nào nghe những điều ta nói trên đây nên phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Bởi vì về đó rồi thì được cùng với các bậc thượng thiện nhân câu hỏi một chỗ. Xá Lợi Phật, chẳng thể dùng chung điểm tiền căn phước được nhân duyên mà có thể được sanh về cõi Cực Lạc kia. Này Xá Lợi Phật, nếu có tiền nam từ thiện nữ nhân nào nghe nói đến Đức Phật A Di Đà mà trì niệm danh hiệu của ngài một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày tâm bất loạn lúc lâm chung liền được Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc lâm chung
chúng tâm thần không điên đảo liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Này xá lợi Phật, ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đây nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc kia. Này xá lợi Phật, như ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì phương Đông cũng có Đức A Xúc Đệ Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu An Phật vân vân, hàng hà sa số những đức Phật như thế đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin bản kinh Tạng Dương Công Đức không thể nghĩ bàn này, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Xá lợi Phật, thế giới phương Nam có Đức Nguyệt Đăng Phật danh văn quang thần đại diện kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật vân vân, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin bản kinh Tạng Dương Công Đức không thể nghĩ bàn này, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Xá lợi Phật, thế giới phương Tây có Đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bảo tướng Phật tịnh quang Phật vân vân, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin bản kinh Tạng Dương Công Đức không thể nghĩ bàn này, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Xá lợi Phật, thế giới phương bang có Đức diện kiên Phật tối tăng âm Phật đăng trợ Phật nhập sanh Phật vọng minh Phật vân vân, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin bản kinh Tạng Dương Công Đức không thể nghĩ bàn này, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Xá lợi Phật, thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đạt ma Phật văn trần Phật trì Phật Phật vân vân, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin bản kinh Tạng Dương Công Đức không thể nghĩ bàn này, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Phương trên có Đức Phạm Âm Phật Thủ Vương Phật Nương Thượng Phật Thương Quang Phật Đại Diện Kiên Phật Tạp Sanh Bảo Hoa Nghiên Thân Văn Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sanh Phật vân vân, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin bản kinh Tam Dương Công Đức không thể nghĩ bàn này, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Xá lợi Phật, ông có nghĩ rằng vì sao tên kinh này là tất cả chư Phật đều hộ niệm không? Thì xá lợi Phật, nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các Đức Phật thì những Việt Nam Việt nữ ấy đều được tất cả các Đức Phật hộ trì đều được công thoái chuyển đời đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này xa lại phân thế cho nên các ông đều nên tin nhận của Như Lai và của các Đức Phật nói: nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì những người ấy đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác công thoái chuyển, và đối với cõi nước Cực Lạc của Đức Phật kia hằng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Này xá lợi Phật, các thiện nam từ thiện nữ nhân có lòng thành thì phải phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xá lợi Phật, như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các Đức Phật, các Đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, mà nói lời này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm được những việc rất có căn hiệu ấy ở trong cõi ta bà năm thứ an chợt kim chợt kim chợt viên nào chợt chúng sanh chợt mà ngài chứng đường đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi
hồi lại vì chúng sanh nói kinh pháp mà đối với tất cả người thế gian có tin đường này xá lời pháp tông giả nên biết rằng ta ở trong cõi đời sau hàng vũ trụ mà thân hành các việc cực có do đó mà được thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và vì tất cả thế gian mà nói kinh pháp có tin này khiến cho họ tin đó là điều rất khó khi đức Phật nói kinh này hoàn tâm trường là xá lợi phân và căn vị thì cao cùng tất cả thế gian trời người a tu la vân vân nghe lời giảng dạy của đức Phật xong đều vui mừng tin nhận thành lễ Phật nói và sanh quý vị chân ngôn nam mô a di đà bà ta 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 di đi đô bà ti a di đi đa tâm tâm bà ti a di đi đa ti ca lăng đề a di đi đa ti ca lăng đa la di đi ca lê sa bà ha nam mô a di đà bà ta 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 di đà ta di đi đô bà ti a di đi đa tâm tâm bà ti a di đi đa ti ca lăng đề a di đi đa ti ca lăng đa la di đi Na chi da ca le sa ba na ba da da ta da 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 di da ta di di do ba ti a di di da tam da ba ti a di di da ti ca lang di a di di da ti ca lang da la di ni da da na chi da ca le sa ba a di da phật na tan kim sang tướng tốt trói sáng tự trang nghiêm nam tu di huyền truyền bốn biển lớn trong ngần mắt biếc trong hào quang hoa vô số phật vô số bồ tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh trên hầm sen vạn lên giải thoát nam mô tây phương cực thế giới đại từ bi a di đà phật nam mô tây phương cực thế giới đại từ bi a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ bi a di đà phật 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 a
Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A
Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A
Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A Ni Đà Phật. A
Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. A Mi Đà Phật. Tình
cha mẹ mình. Hoa khai ngộ pháp vô sanh, cùng hỡi chư Bồ Tát ơn bằng với ta. Lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới hằng lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Cúi xin Đức Từ Bi Tiền Độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Bi A Di Đà Phật. Con tự tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiều kiền ngũ uẩn lai công độ nhân thiên độ anh gia lợi từ sanh bất dị công ngân ban dị sanh sanh tân thị công ngân tân thị sanh đạo tường hành tường diệu phẩm từ thị chư pha công thương bất sanh bất diệt bất câu vân thành bất tăng vân giản thị cổ công dung vô sanh vô thọ tường hành tường vô nhân đi thị tuyệt tâm ly vô sanh tăng đương vị sâu pha vô nhân giới này chỉ vô ý tường giải vô vô minh diệt vô vô minh tận từ diệt vô lão từ tán vô khổ tâm diệt đã vô trì diệt vô đăng di vô sở đạt cổ vô đề tát đà y lạt nhà ba la mật đa cổ tâm vô quanh ngài vô quanh ngài cổ vô hữu cùng vô biệt ly đến đạo mong thường cứu cánh niệm bàn y bạch nhà ba la mật đa cổ đăng a nâu đa la tam hiệu tam bồ đề cổ chi bạch nhà ba la mật đa thì đại thần châu thì đại minh châu thì vô thượng châu thì vô đẳng đẳng châu năng trừ nhân tiết cổ chân thiện bậc thư cô thiên bát nhã ba la mật đa chú đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát ba ha yết đề yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát ba ha yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tát Nam mô đại Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tứ Hoàng Thệ Nguyện. Chúng sanh không số lượng, thể nguyện đều độ khắp, phiền não không cùng tận, thể nguyện đều dân sạch, pháp môn không kể xiên, thể nguyện đều tu học, phạm đạo không gì hơn, thể nguyện đều viên thành, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ. Trên nền bốn năm nặng, dưới câu cổ ba đường, nếu có kẻ thấy nghe, viện phan tâm Bồ Đề, hết một bao tâm này, đồng sanh cần là quân. Công đức vô biên, xin đem hồi hướng mọi miền gần xa, chúng sanh pháp giới bao la đều về Cực Lạc Di Đà Tây Thiên. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời,
nguyện trừ tội chướng bao đời. Thành theo Bồ Tát đời đời Bỉ Ta, nguyện sanh tịnh độ Di Đà. Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình, hoa khai ngộ pháp vô sanh, cùng chư Bồ Tát bằng lòng với ta. Nguyện đem công đức tạo ra, hướng về tất cả gần xa hướng nhờ. Con cùng muôn loại thân xa, đều thành Phật đạo đến bờ an vui. Nam Mô Di Đà Phật. Phục nguyện thường chúc Phật pháp sáng soi, cho đời thoát nỗi lầm mê, mưa thuận gió hòa, cho người hết cơn đói lạnh, sạch nạn binh đao, tan lòng thù hận, từ tâm mở rộng, cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Siêu dương thấy pháp giới chúng sanh, đình giữ vô tình, thể thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con thân tập về đây đối nguyện ba trước ba ngôi Tam Bảo, thành tâm phát nguyện thọ trì đọc tụng Đại Thừa, phát bảo tôn kinh, niệm Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc và cho tất cả chúng sanh oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại, hữu hình hoặc vô hình. Về cho anh Châu Văn Cẩm, pháp danh Nguyên Phước Long, được tai qua, nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. Nếu còn duyên với tai bà, xin cho anh hết bệnh. Và nếu hết duyên với cõi ta bà này, xin anh phát nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc và được tiếp dẫn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin nguyện nạn chúng sanh thể theo đạo cả, tan vô thượng tự quy y pháp. Xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển tự quy y tăng. Xin nguyện chúng sanh kính tin hòa hợp tất cả không ngại, đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Có chị Phú với lại anh Hưng. Chị Phú không biết pháp danh là gì. Viên Trường. Niệm Đức. Rất là Viên Trường. Viên Trường. Viên Trường. Viên Trường. Tất cả những người chị em đây đồng lòng đến đây mỗi tuần mỗi chủ nhật đến đây cầu nguyện cho em, để cho em coi như là những cái oan gia nghiệp chứng của đời này hoặc nhiều đời nhiều kiếp của em, nó tha thứ cho em, nó nghe lời tụng kinh niệm Phật tha thứ cho em, và em cũng bớt được cái căn lành tăng trưởng, hết lòng mình thi theo chánh niệm để hướng về Đức Phật A Di Đà, để cho thứ nhất là được mau hết bệnh, thứ hai là để cho cái căn lành nó tăng trưởng, phát triển tính tâm, hết lòng niệm Phật để cầu sanh tịnh độ. Thì có cái gì nữa thì đi về với Phật A Di Đà. Thì Đức Phật A Di Đà đơn là hướng về em chứ nhìn lên thẳng lên thì nhìn thẳng Đức Phật A Di Đà trước mặt em, thì mỗi ngày em cứ rảnh một ngày không thay gì suy nghĩ gì, em cứ niệm Phật A Di Đà
A Di Đà Phật. Đức Phật lúc nào cũng thương em, cũng hướng về em á, đang mở rộng vòng tay hướng về em, tìm em. Em không nên sám hối, em nên tịnh tâm sám hối. Nếu mà không có tịnh nữa, cô lỡ làm cái gì từ kiếp trước hoặc kiếp này không có lỡ làm cái gì thì xin tất cả mọi người sự tha thứ cho thì Đức Phật. Nếu em có cái gì thì Đức Phật em mở rộng vòng tay chào mọi người nha. Mỗi tuần thì đều cứ đến tụng niệm cho em cũng nhớ tự mình cũng phải nhớ niệm Phật, tự mình phải niệm Phật nha, tự mình phải cố gắng niệm Phật nha. Nha, mình phải cứu mình cũng như mình đói bụng mình phải ăn thì mình có niệm Phật thì Phật mới cứu mình nha. Nha, lúc nào Đức Phật cũng rộng mở rộng vòng tay đón tiếp mình nha. Nha, thì mới khóc những người như vậy là em cũng là có phước, nhiều người đến là cầu nguyện cho em nha, cố gắng nha, 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 vui lên đi, đừng có gì đâu khóc, nha, 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 cười lên đi, nha, 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 cười lên đi, cười lên đi, nhìn có gì em cứ nhìn Đức Phật nằm lên, nhìn hướng thẳng vào Đức Phật, lúc nào cũng nhìn em mỉm cười, đưa cái bàn tay xuống để cứu em đó, cứu, nha, 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 tốt lắm, tốt lắm, không sao đâu, tốt lắm, không có gì hết, không có gì hết. Tất còn cả cái đầu còn tỉnh tắc đó là phước rồi đó, là ra đổ rồi này à. Mà nhớ tất cả được còn hiểu biết hết. Không có nói được mà nói chút chút thôi, nhưng mà hiểu được mà cũng biết được niệm Phật là tốt rồi, hiểu đúng nghe rồi. Được nãy giờ mình niệm là nghe hết à, đúng rồi, có nhắc nó niệm mà chắc nó cũng nghe, chắc trong niệm trong lòng cũng được, đâu có niệm ra tiếng thì niệm ra rồi. Đừng có buồn nữa, Đức Phật lúc nào cũng nhìn em cười, không có buồn đâu, đâu càng tới thương hả? Vậy anh đi rồi. Quy quy là thôi, xin được các anh. Đạo tần tràn tới thăm thường mà đâu sao? Vậy mình thấy phải tự nghĩ là mình rất là có phước, được nhiều người đến niệm Phật để cầu cho mình được mạnh khỏe, tham gia các chủ được giải thoát. Cảm thấy tự nhiên là mình có may mắn, có phước á. Cái này còn tỉnh táo, biết hết thế là biết niệm Phật là tốt. Tất cả những người khác có bệnh rồi là mê luôn, không mê, không biết gì đó, thành ra không sao. Đây là còn cái phước à. Không, còn rất là có phước, không sao đâu. Từ từ rồi cái tự nhiên mình hết bệnh. Cái mà máu mà đứng lên hay là chạy được đó đó nha, nha. À, bây giờ mới tháng dạ, niệm Phật cầu nguyện đi tháng 3, cuối tháng 3 giải, tháng 11 là sinh nhật em thì từ đây mấy tháng nữa em cố gắng mỗi ngày mình niệm Phật, biết đâu tới tháng 11 là sinh nhật em đứng lên ngồi đi chơi đi chạy được, nói được nói được, nói được. Con phải tin đó, phải tin thực sự là màu nhiệm Phật pháp thì màu á, đúng rồi. Ai cũng tin Phật pháp thì màu mới đến đây tụng kinh niệm Phật hộ dùng mỗi lần mình tuổi nó tuổi đâu nó khóc đồng nghiệp không sao không đâu. Có đó mình phải vui mình không may mắn không sao đâu, không sao đâu không đừng có khóc nha. Nha, tuổi không tuổi trong không có sao đâu. Em nằm một chỗ nên mọi người tới đây mình hộ niệm hộ trì cho em, cầu nguyện cho em giúp cho em mất bệnh. Nếu những người khác thôi thổi một mình không ai để cầu nước mắt mũi đi. Không sao đâu nha. Tất cả mọi người mình tới ở Canada ở Quebec này là mình có phước chứ. Nếu mà ở Việt Nam là thôi, không có tiền là thôi xong rồi. Đi vô bệnh viện đuổi về không ai trị cho mình hết á, thành ra bệnh không có tiền. Ở đây cũng xứng nằm cái phòng một mình ha, thoải mái. Chứ nằm phòng hai người. À vậy hả? Cái này tiện lắm nha. Đúng rồi. Nó hỏi là có phòng của một người mà muốn đổi không? Ồ. Cái bà kia bà đi mới nhường chỗ. Tốt quá. Không mà lúc nó qua đây cái tự nhiên qua đây cái mấy ngày nó bị Covid cái làm sợ. Cái nó trời tự nhiên sao mình đổi phòng nhưng nó bị mà rốt cuộc bây giờ rất là tốt để cho mình tụng niệm mình một mình thoải mái chứ nằm chung với người nằm chung với một người khác đâu. Nghe nói là cái bà ở phòng này anh cảm vô ra đây chừng có một tháng là cái bà đi. Bà chết rồi bà đi vậy đó. Thì mới có trống. Chứ không thôi là phải nằm trong cái phòng cũng vậy mà hai người đó chia làm hai đứng thôi thương chia làm hai cô nhất nguyện cũng nằm hàng
Anh trọng một người hay? À, anh Vọng thì một người, tại bên bên Ruiz thì nó rộng rãi. Nhính về rồi Phong, tranh về. Về chưa? Cô chưa. Cô Phương Huệ nó rảnh cũng sửa soạn về, không biết đã về chưa? Chưa về, chưa về. Không sao đâu. Thầy dạy đứng là đỡ, bình tĩnh đỡ chưa chị? Đỡ nhiều lắm rồi. Cũng đỡ nhiều, nhưng mà chưa có khỏi. Cử động được hả? Cử động được. Anh trọng 70 mấy. Vui vẻ mà. Vui vẻ, không có gì hết nha. Mấy chị em, mấy chị em thương quá mà. Chứ hồi đó má bệnh rồi kia nào cũng đâu có mình có cũng chưa ai, ai mà nói tụng niệm á, tụi em cũng không biết là mình phải làm chưa gì gì đó. Lúc đó là 2000 mấy đó chị. Chưa nói cái trực trưởng vô chùa thôi. Không, tụi em biết 2008. Tụi em biết đó là đệ tử nghĩa là của thầy Thích Thịnh Từ đó nghe, bên thiền đó nghe. Không phải, là tại vì ba má em nghe băng dĩa của thầy Thịnh Từ. Còn em mà đi qua bên bên thiền là tại vì em thấy ít người giúp đỡ. Cho nên đi biết theo đạo viên không? Dạ, theo giúp đỡ chứ em cũng bên giỏi đỡ. Hồi đó đi Phước Đức nè. Ừ, sau này đừng có nữa, đừng buồn. Bây giờ niệm Phật để cứu mình. Trong lúc mà thí dụ như lần tới mà ai cũng niệm Phật, em cũng ráng niệm theo nha không? Nó không được thì mình niệm trong bụng. Đó, hình như nó dạ phải không? Đúng rồi. Phải không? Phải, phải. Không mà. Tuổi đó, tuổi. Không, tuổi thời nào không? À. Thôi chứ, trong đường buồn em ơi. Đâu, không sao, đừng khóc đâu, không sao đâu, không sao đâu. Không có cái gì hết. Trước đây, trước khi mà bị này nó là mấy năm về trước, sao có khóc? Không. Nó còn dài tuổi. Không, nó bị cũng 2-3 lần, lần này nặng nhất. Đó. Ủa, có bị mấy lần trước rồi? 2-3 lần sốc nhẹ thôi. Nhưng trước là chỉ bị cái tay thôi. Bây giờ nặng cái tay thì lần cuối cùng là bị té 2 lần, đập cái đầu vô. Ồ, cái tay nó cầm đồ ăn không được, nó bị sơ sơ thôi. Bây giờ là coi như nửa người không đứng được. Không sao đâu, nhưng mà cũng may mắn nhà thương này cũng giỏi á. Cũng cứu này nọ ở đây giỏi mà. Nó nói là một á là cho đi, hai là tao không hết lỗ này muốn cái nào làm được. Thì cô hai mấy bà chị em thương quá, thương này. Cô anh cảm may mắn nha, còn chị em đầy đủ thôi. Đầy đủ mà thương tới chị này nè. Đi tới chị hai à, chị ba ơi, chị nói cần nói chị ba cần đồng cần khóc đi. Đây nè, ở giờ cho khóc đã đi. Chị đi đứng bài khó khăn mà chị đi mỗi tuần không tiếp. Ba này đi đâu đều hết nè. Chị bị mổ thường sinh sống rồi đi đó. Chống gậy á. Còn tôi cũng mổ cái đầu gối cũng đau. Bây giờ ngồi quỳ lại. Bây giờ ai già cả cũng bệnh tật. Thì đó. Tuổi lớn là này chị em nhau cũng mà bạn em cũng bị căn xe. Vậy là bạn hả? Bạn cũng đi chuồng này nọ. Bây giờ hỏi. Bây giờ em đi em chùa nào? Em đi đâu? Em mà lâu lâu em đi đạo viên, còn em ở nhà em tự tu. Ok, tại thiền mà. Dạ. Dạ không sao đâu. Dạ. Rồi rảnh cái ngồi ngó lên mình Phật, cái mình niệm Phật nha. Nha. Thấy tịnh quy rồi này kia đi theo cô Trường Thủy cũng thương lắm. Dạ không, tại con hết lòng theo Phật hướng tịnh để giúp đỡ chùa. Đúng rồi, làm công quả. Dạ. Cũng lên đạo viên đều Phật cứu con đi, con hết lòng theo Phật, Phật cứu con niệm Phật Thủy mà nha. Phật cứu con nha. Nha, không sao đâu. Phật thì đang nhìn em á. Xin với những quan gia dạ. Xin với những quan gia dạ. Hỷ hỷ xã thứ tha. Bỏ qua em này nữa. Cả đồng tâm nhất dạ hỗ trợ tu hành. Không, mình cũng có phước tự nhiên ra tuổi. Không, mình cũng có phước tự nhiên anh Huân đề nghị đi vô đây. Đúng rồi chứ. Thì đó mọi người là mình đủ duyên, cái mình đủ duyên thì duyên nó dễ. Đó là đủ duyên mới làm được nha. Đủ duyên. Dạ. Tụi này đi tới là tụi này có lợi lạc nữa chứ không phải là đi là favor nha, không phải nha. Đều có lợi hết. Đúng rồi, mình có duyên, có duyên. Có duyên. Có duyên mới hợp lại với nhau. Không có tự nhiên đâu. Không có cái gì mà tự nhiên hết. Nếu không duyên là em tới đây mình em cũng không biết học, không biết làm cái gì. Không phải có người hướng dẫn. Em nói sao tuần sau Vân có đi nữa không? Hay là phải một lúc đó đi. Thứ sáu là đi rồi, thứ sáu đi rồi. Thứ sáu đi rồi, vậy là Vân vắng mặt cái tuần nói cho rõ ràng. Ba cái cuối tuần. Còn như vậy thì ba cái cuối tuần.
nghĩa là ba lần ba tuần lễ ba cái quý tuần. Còn như vậy rồi thì Phúc có lên đây tiếp cận không hay là sao? Để coi con nhớ cái đường đi chợ đường đi này đó. Đi chợ chứ không sao. Đi tiếng. Tại vì sẽ biết xong hồi đó bà phấn ở đây nè. Đi lạc tới Gia Me luôn, tẩn luôn. Cái đường này khó lắm mà nghe. Nhưng mà về biết đường đi thì đi dễ hồi xưa. Bà chỉ cái đường nào dễ đó rồi mai mốt tôi đi một mình. Chứ bây giờ Huân chạy xa lộ rồi Huân bắn qua, Huân lấy tùm lum. Rồi, dạ Phật, rồi về nha. Cảm ơn nha. À, đâu có gì đâu, cảm ơn qua, cảm ơn lại. Rồi. Đi ba từng.